chào trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 6 tuần 2 từ khi ra mắt con tướng Lucy rồi em ha. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi event em ơi, bởi vì event tuần này nói chung là cũng tạm ok đối với lại những anh em nào mà kiếm copy được cái thứ ha. Và đặc biệt ngày hôm nay sẽ xả thêm là mấy cái xu bạc anh em để chống thọt kiếm thêm mấy trái ác quỷ ha. Rồi và cũng như là có bơm một cái gói gọi là liên quan đến phần bơm lúa liên và cũng như là tích lũy kinh nghiệm VIP anh em ơi. Rồi sẽ nhận quà luôn em hả? Cũng như lấy thêm ít nóng ít bom để lấy thêm ít quà. À, có thư của bạn Vua Không Nhà gửi cho mình anh em ơi. Đó là nói chung là bạn khá là vui khi mà mình cũng đã giới thiệu cái team và cũng như là cái con tướng Akanu mà bạn đã theo đuổi bấy lâu nay. Thì cũng ở đây anh em để mình đọc cái thư nha. Akanu, cảm ơn anh nè. Akanu em build HP với sát thương kỹ năng anh em nha. Đó, vậy là đã rõ là bạn Vua Không Nhà đã build cái con Akanu nào như thế nào rồi anh em ha. Thì anh em cứ build cho nó là đường HP với lại sát thương kỹ năng để cho nó giọng đau hơn anh em. Đó. Rồi một còn một cái nữa là mấy hôm trước em có like trên top top bảo Akanu mạnh nhưng mà nhiều bạn chê. Nhờ clip của anh thì nhiều bạn đã quay xe. Thì nói chung là con nào ai mạnh anh em, ai mạnh và cũng như là nó quay trở lại meta đó thì mình khen anh em. Nói chung là mạnh là mình lấy ok là mình sẽ khen và cũng như là mình sẽ đánh giá sức mạnh của em nó dựa theo cái meta hiện tại. Bởi vì ngày xưa đó thì cái con Akanu nó khá là dễ bị khắc chế, nhưng mà hiện giờ anh em nó đi chung với lại con Zephy anh em, cái khả năng kháng sát thương của nó cực kỳ ghê đó, và cũng như là bảo kê big mom tốt anh em nha, nên là team nó khá là mạnh luôn anh em. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ xả tài nguyên nè, rồi đi cái team có Akanu nhưng mà mid lại một chút về những cái con tướng nào anh em. Nói chung là thay con Sugar ra thì con Sugar đi là hợp chắc chắn rồi, nhưng mà quan trọng anh em, con Sugar gặp nhiều con bên kia có Jinbe rồi các thứ á thì chúng ta khá là khó để mà xuyên được cái lớp phòng thủ của đối phương anh em. Nên là ngày hôm nay thì sẽ kiếm những cái con tướng là khác để mà bỏ vào anh em ha. Cụ thể ví dụ như là thay vì chúng ta chơi Sugar thì anh em gắn cái con Jinbe nè, rồi Lau nè, rồi Karasu nè, rồi Amzikuza anh em. Đó, gắn những cái con này vào, nói chung là để không biết là có tăng thêm sức mạnh hay là không. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ test anh em ha. Rồi, mình sẽ nhận quà bơm lúa liên ngày hôm nay, tức là ngày thứ 6 anh em. Được thêm một con Lucy, thêm xu vàng anh em ở bên này. Ngày hôm nay tổng cộng là tới tận 2 con Lucy luôn anh em ơi. Cái hai con Lucy này chắc là mốt để cày thông thạo anh em ơi. Chứ bây giờ lên e nó thì phí quá đúng không? Để cày thông thạo ha. Rồi, thì sẽ vào xả xu chét quỷ anh em ơi. Hiện giờ cái số vòng quay xu cái chét quỷ của mình thì nó rơi vào khoảng đó là 585. Ngày hôm nay sẽ xả một chút đi anh em ha, để lấy thêm chút quà. Bên đặc biệt thì vẫn để dành anh em ha, để khi nào mà 400 xu đi. Hôm nay xả chắc túc tắc tầm cỡ chừng 400 anh em ha, 400 cái xu bạc đi anh em, để thử coi là ngày hôm nay quay được trái gì hay không nha. Ok, ai cha không thấy gì hết ta, hồi nãy là 585 đúng không? Ồ, 10 mảnh nè, ngon. 10 mảnh trái Suna đó anh em. Nói chung là hồi đợt mình cũng đã có bơm, mình lấy chét quỷ một lần rồi. Nói chung là cũng bay hết vài củ anh em, nhưng mà cũng tạm được, cũng tạm ok thôi. Ủa, quay được, này là có tên của mình nữa nè anh em. Đây anh em, trái Zuzu nữa nè. Đỡ 10 mảnh, nói chung là có trái quỷ là có lúa anh em ơi. Trời ơi, trái này đẹp anh em ha. Nhưng mà chỉ số của nó lỏ lắm anh em. Đây thêm 10 mảnh nữa nè, quá đã. Quay bên này cảm giác như là nó không có ra nguyên trái nha. Chủ yếu là chúng ta sẽ kiếm mấy cái mảnh tướng thôi, mấy cái mảnh của mấy trái quỷ thôi anh em ơi. Nè 10 mảnh nữa nè, quả đã. Có mảnh là chúng ta có thể lên sao tăng thêm sức mạnh trái quỷ ha. Đây thêm 15 trái nữa nè, 15 mảnh trái nữa nè. Đây là có một mảnh mới ghê chứ. Quay bên đặc biệt thì nó mới ngon anh em. Bên này thì nó ra nguyên trái thì cái phát này ngon nè anh em. Quay bên thường anh em thì nó sẽ cho mấy cái trái thường thôi ha, cái trừ cấp A trở lên thôi. Mà quan trọng là chúng ta lấy cái chỉ số của mấy cái trái đó anh em, thì nó sẽ cộng cho all team anh em cũng ngon. Cộng cho mấy cái con tướng được cộng hưởng ở trong này nè anh em. Đó, đang tăng chỉ số cũng ghê lắm nha. Tóc nè, rồi HP nè, công đồ các thứ anh em. Đó, như là giảm thương đồ rất là nhiều. Rồi, bay hết 200 rồi đó anh em ơi. Một vòng ở bên này là 200 anh em nhé. Một vòng ở bên này là 200. Ok, phát này lỏ rồi. Ừ, phát này được 20, ủa ngon ta. Phát nó ngon đó anh em. Cứ có 10 mảnh trái là ok la. Để dành nhiều lâu quá anh em bị thọt anh em, nên là ngày hôm nay sẽ quyết định xả để chống thọt anh em hả. Đây 10 trái Mori. Ơi cái trái này cấp A hả? Cái này cấp S nè. Ủa cái trái đó mình có 3 sao luôn anh em. Trái này thì mới có chưa có sao nào hết hả ta. Chưa có ghép được luôn rồi. Ok tiếp tục anh em ha.
5 mảnh, 10 mảnh ngon. Khúc nhét nào cũng y chang như vậy thì ngon anh em. Trái này được 5 nè. Phẩm S, phẩm A, trái này thì hai trái đó mình có rồi. Rồi đi 200 rồi đó, đi 300 rồi đó anh em. Đi 300 xu rồi đó, tiếp tục ha. 300 xu vàng. Anh em muốn có xu vàng thì anh em phải chơi event và cũng như là quay xu bạc thì nó mới tặng thêm cho chúng ta xu vàng ha. Chứ không có nổi đâu anh em, ngoài cái việc anh em phải bơm lúa vô nữa. Trời ơi, 10 trái Neko nữa nè anh em. Trái này trái phẩm S ha, ngon. Ra phẩm S là cao cấp hơn phẩm A ha. Chỉ số rồi cái thứ thì nó cũng ok la hơn. Trời ơi, phát đó lỏ quá. Ok, hai phát nữa anh em nha. Là xong 400 xu anh em, nhanh ghê chưa. Hay da, nãy giờ không có được trái nào luôn em. Rồi, vô thư viện ghép anh em ha. Nâng sao nè, để mình nâng sao coi. Ủa cái này chưa đủ nữa hả ta. Ôi, không có đủ cái game trái quỷ cao để mà nâng sao luôn nè anh em ơi. Không đủ game trái quỷ cao luôn, cường hóa cũng không đủ luôn nè. Để mình coi mình nâng sao được trái nào anh em. À, chắc là nâng sao được mấy trái phẩm A thôi. Ai, trái này đủ nè. Nhưng mà không đủ mạnh nha. Muốn 43 anh em ơi, căng thế nhờ. À, trái này đủ nè anh em, để nâng sao trái này nha. À, trái này thì nó sẽ có xuyên thủ anh em ha, ngon. Nâng tiếp được nữa nè. Đó, trái này thì nó sẽ có chính xác. Trái này coi, trái này không đủ nha, trái này không đủ. Trái này cũng không đủ luôn anh em. Trái này thì nó sẽ nâng chí mạng anh em. Đem thêm chí mạng. Đây, thêm một trái nữa nè anh em, ngon nè. Kháng chí mạng. À, trái này là tăng chặn ha. À, để coi trái này coi. Trái này không đủ luôn. Này đủ nè, vừa đủ luôn nè anh em. Đó, giảm sát thương chí mạng. Rồi, qua tới mấy trái A ha. Trái này không đủ nè, anh em phải dò từng trái ha. Phải dò từng trái thì nó mới đủ anh em. Không đủ luôn. Mấy trái này mình nâng hết một sao hết rồi. Rồi, ok. Đó, lên được một chút chỉ số thôi anh em ơi. Trái Gomon thì chưa có trái nào luôn nè. Hay da, trái này là tăng sát thương khi mà chúng ta bêm thường ha. Giảm sát thương đánh thường nữa nè. À, ok anh em ha. Còn ủa, mình nhớ có một vài cái trái mà mình chưa có đủ để mà mình ghép vô luôn anh em nhờ. Hình như là vô trong thư viện đi mới đủ ghép nè. Đây, cái này hợp thành được rồi anh em ơi. Đó, kháng xuyên thủ 16%. Rồi, còn hợp thành đây thêm một trái nữa nè anh em. Được trái 250 tốc độ rồi anh em ơi. Ngon. Nhưng mà khi mà cơ bản á, thì nó sẽ là cộng 100 tốc độ nha. Trời ơi, trái này xịn nha anh em. Cái này hơi bị xịn đó. Hợp thành thêm một cái tăng 5.000 công nữa nè. Đây thêm một trái tăng 1.000 thủ nữa nè. Quá đã. Đây trái này mình thiếu 2 mảnh nữa là đủ anh em ơi. Đã quá. Đâu trái nào mà tăng công tăng tốc đâu đây. Trái tăng tốc đây. Đây anh em. Bây giờ anh em nâng sao lên. Càng nâng sao thì cái chỉ số ở dưới này anh em hiệu quả đặc biệt á. Nó sẽ nhảy lên ha. Tức là bây giờ team của mình đã cộng được thêm 100 tốc độ rồi anh em ơi. Quá ngon. Đó, xả một ít thôi nó đã như vậy rồi đấy. Rồi, lấy thêm mấy trái quỷ S ở bên hai vòng quay nữa anh em ha. Nói chung là mình xả hai vòng thôi anh em, để chống thọt thôi. Đây. Mỗi vòng bên này là 200 xu anh em ha, là tổng cộng là mình sẽ có hai trái S rồi với lại thêm 20 xu vàng. Ok, nhận quà nhanh luôn anh em nha. Rồi, nón bích mom có thêm cả pháo hủy diệt nè, xu vàng rồi các thứ và hai trái quỷ phẩm S anh em. Vô mở thử coi là được cái gì. Được hai trái gì anh em nha. Đâu rồi ta, nằm ở đâu rồi ta. Đây, ui 4 trái luôn nè. Vậy là hôm bữa mình chưa có mở anh em ơi. 50 mảnh Gasu. Rồi, Rio 50. Tiếp tục. Suna. Rồi, này là Moku. Rồi, ở dưới đây mình nhớ là có mười mấy cái rương rùa gì con Rob Ruxy á anh em. Mở luôn cho anh em xem ngày hôm nay có cái gì ha. Trời ơi, được đúng 100 xu. 150 cái cốc bia vàng còn nhiêu là rác không anh em ơi. Vãi cả lúa nhờ, xui thế. Rồi bên này là rương phú tướng ha. Trời ơi, được mấy con 5 sao không. Đây, xả thêm cả pháo hủy diệt nữa nè. Để coi bảo vật tùy chọn. Cái này là boss ngọc anh em nha. Xả luôn cả cái để mình vô mình coi mấy cái trái quỷ hồi nãy mới mở ra đi anh em. Mảnh á, thì chúng ta có thể dùng để lên sao được anh em ha. Lên sao được. Vào trong thư viện coi ghép được chưa. À, chắc là nó nhảy thẳng vô trong này anh em. Hồi nãy là mình mở toàn là mấy cái trái mình đã có rồi không anh em ha. Này nó không có cái tính năng bấm bỏ qua anh em nhỉ. Mấy trái mình có rồi không à. Nên là đợt này thì có thể lên sao được anh em. Lên sao được cho mấy con mấy cái trái mình trùng á. Gasu nãy nhớ quay được nè. Ủa không đủ luôn nè anh em.
này 60 mạnh mới đủ anh em. Suna à, nhưng mà bị thiếu cái gen anh em nha, thiếu gen chết quỷ nha, không lên được ha. Nói chung là đủ mạnh nhưng mà bị thiếu gen nên thôi từ từ anh em ơi. À, đây cái vàng này cũng ngon nè anh em. Cái này hình như là 7 mảnh à. Thôi vậy được rồi anh em ha. Đó, nói chung là cộng cả mớ chỉ số, nhất là được thêm 100 tóc nữa anh em. Lần đầu tiên có thêm được một cái trái đó ha. Rồi sẽ vào xả cái gì ta? À cái phá hủy diệt anh em ơi. Hiện giờ đang có 340 cái. Đây. Tuần này anh em xả tài nguyên túc tắc cũng ok anh em, bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ cho chúng ta thêm cả mấy cái phá hủy diệt á, anh em có thể lấy thêm tài nguyên và cũng như là lấy lại thêm được cốc bia nè. Rồi luôn cả mấy cái thùng bia anh em, và cũng như là đặc biệt nó cho lại kim cương anh em, rất là ngon ha. Rồi trong này thì nó sẽ cho lại chúng ta những cái tín vật hải tặc anh em ơi. Bây giờ mình mở ra thêm thử coi là có chắc đợt này chúng ta sẽ xả hết ở bên cái rương kim cương anh em. Bởi vì tuần này cũng xả không có nhiều nên là sẽ cầu may bên rương kim cương. Qua tuần sau thì chúng ta sẽ có đua top hình như là đua top xả kim cương đó anh em. Đua top xả kim cương theo mình nhớ là như vậy. Và ngày mai chúng ta sẽ có một cái thông tin về một cái con pet mới. Trời ơi, mà nhanh ghê này mời, mới cái con quỷ cánh cục 7 màu xong rồi giờ pet mới rồi. Ok, mua 17 cái luôn đi anh em ha. Cái này 20 là max nha. Mình quất 17 cái luôn đi. Rồi, biết đâu bất ngờ, ai ngờ cái gì đây nè. Coi thử coi. Lúc đầu sẽ mở 2 trước nè. Lúc đầu sẽ mở số 2 trước. Đó, ôi trời ơi. Rương kim cương mà cho thằng đá tím không. Hai trước, trời ơi không thấy kim cương luôn em ơi. Trời ơi xong rồi xong rồi. Bỏ số 3 đi. Bỏ số 3 đi. 500 kim cương đầu tiên anh em. Ây da, thốn vậy. Rồi mở lại số 2. 500, trời ơi được có 1000 kim cương à. Thôi xong rồi. À số 3. Trời ơi, bụi. Rồi phát này mở ít năm luôn em nha. Kim cương. Cái gì vậy? Gì có 2000 kim cương vậy? 17 rương. Oh my god, chu lè chu lét anh em ơi. Rồi thôi. À quên, sau lại cho anh em xem cái vàng đâu rồi? Đây. Cái vàng mà rương phép toán tùy chọn được các thứ anh em. Đó thì số phép toán thì cũng đã được là 130. Còn cái rương phép toán nè anh em thì nó là 117. Qua đợt sau thì chắc chắn là mình sẽ lấy được thêm một cái bảo vật nữa anh em ha, để mình coi tích lũy kinh nghiệm VIP coi. Mình nhớ là cái móc 5000 là mình sẽ được thêm 30 rương nữa đấy anh em. Nhưng mà bây giờ bơm lúa vô thì nó hơi thiếu anh em ha. Để coi coi tích lũy kinh nghiệm VIP. Móc đây anh em, 30 rương nằm đây nè. Trời ơi, ngày mai là bơm một cái nữa là không đủ nha. Bởi vì cái tuần này là mỗi ngày mình bơm 450 lúa thôi à anh em ơi. Chà, cái này để coi coi anh em. Nếu mà chúng ta bơm nữa thì chúng ta phải tốn tầm có chừng 400 lúa anh em thì chúng ta mới lấy được cái móc đó nha, hơi chua nha. Rồi ok, thì ngày hôm nay anh em cũng đã biết rồi ha. Thì ngày hôm qua mình đã có giới thiệu cho anh em một cái team gọi là đi chung cái con Akanu anh em, quái vật anh em, đi chung với lại cái con Big Mom. Thì hồi nãy chúng ta cũng đã có xem được cái thư của bạn Vua Không Nhà đó. Thì bạn có nói đó là cái con Akanu này thì bạn build theo đường HP và build theo đường sát thương kỹ năng. Đó, thì anh em có thể build theo cái cách này của mình là cũng ok nè anh em. Đâu rồi ta, đây. Đó, thì cái con bé anh em có thể gắn con bé nào mà có cái HP cho nó anh em ha. Rồi mình thì mình gắn cánh cục lam thành để giảm mấy cái sát thương đầu game anh em nha. Rồi có luôn cả mấy cái bảo vật nào mà có HP cao đơn cử như là nhẫn hoa, rồi hoặc là anh em có thể gắn cho nó cái cây rìu đầu lâu á anh em. Rồi còn về đá thì anh em chơi nó đá tóc HP cũng được ha. HP con này thì mình giảm nó xuống rồi anh em ơi. Hôm qua là nó rơi vào khoảng là 230 mấy triệu anh em, thì ngày hôm nay là còn 217 triệu ha. Để mình giảm là ở bên cái bộ ngọc á anh em. Đây, mình gắn thêm sát thương kỹ năng dựa theo cái giáo án mà bạn vua bạn cũng đã có gửi cho mình đây nè. Đó, gắn thêm sát thương kỹ năng nha, không phải cái này. Đâu rồi ta, đây sát thương kỹ năng đây nè. Đó, thêm 20% sát thương kỹ năng và 6% giảm thương nè. Rồi đây thêm sát thương kỹ năng và cũng như lục thức rồi nè, 23,3% sát thương kỹ năng nữa. Chỉ có hai viên đó thôi nè. À, cái viên này ngon nè, có HP và có thêm cả sát thương kỹ năng nữa ha. Đó thì kiếm những cái viên nào vừa có HP và vừa có sát thương kỹ năng, giảm sát thương chí mạng được cái thứ càng tốt cho con Akanu này. Đó, để cho nó quẩy cho nó nhiệt anh em ha. Thì mình cũng đã đang thử anh em, đang thử một cái con gọi là đi chung với lại cái team này anh em, là con sạn ẩn anh em ơi. Thì thằng sạn này nó cũng sẽ có ẩn thân, con Big Mom của nó cũng sẽ có ẩn thân, nhưng mà Big Mom nó ẩn thân lâu hơn thằng sạn anh em nha.
cơ chế để mà chúng ta chơi cái con team này á là chúng ta sẽ lấy cái độ trâu bò của con Akanu, chúng ta bảo kê con Big Mom sẵn á, là chúng ta lấy cái độ trâu bò nè nè, rồi chúng ta lấy luôn cả cái những cái phản kích mà rất là đau anh em. Mấy cái phản kích của con Akanu này nó vả rất là đau đó, thì chúng ta có thể lợi dụng cái điều đó để mà bảo kê Big Mom, vừa bảo kê Big Mom được mà chúng ta có thể dùng con Akanu này để mà gây sát thương nữa nè. Đó thì team địch nó sẽ có con Azigusan ngay đầu game, nhưng mà team mình hiện giờ là có tới tận 2 con, 3 con ẩn thân anh em. 3 con ẩn thân nha. Anh em nhìn vậy thôi chứ team mình đang hiện giờ đang có 3 con ẩn thân đó, đó là Sản Hắc ẩn là có ẩn thân 3 tên đầu nè. Big Mom thì khi mà nó nổ nó cũng sẽ có ẩn thân nè. Rồi con Hiyori của mình nó cũng sẽ có ẩn thân anh em, bởi vì mình gắn cho nó cái con rùa hắc tinh á thì hai tên đầu nó cũng sẽ có ẩn thân anh em. Nè anh em để ý con San nè, nó vả đâu có trúng đâu. Phạm như là nó vả đúng được một phát một anh em. Trời ơi, ở bên kia nó dính, bị dính hắc hỏa hết rồi sao kìa anh em. Khó chịu ha, bên kia dính hắc hỏa hết rồi. Đứa nào mà hồi sinh lại nó sẽ mất hắc hỏa thôi. Nhưng mà đợi tới tên sau là tụi nó sẽ dính hắc hỏa lại anh em. À, team này thì nói chung là mình đang thử nghiệm thôi anh em nha. Nhưng mà thay vì chúng ta chơi Sugar á thì chúng ta có thể mix mấy cái con khác vô. Ví dụ như là Sạn Hắc ẩn nè. Rồi mình đang còn tính gắn Usopp nữa anh em. Hồi nãy mình có test thêm cả Kaido nữa anh em, nhưng mà thấy cũng không hiệu quả lắm. Có test thêm Kaido nữa. Đó, chưa test Jinbe rồi các thứ thôi. Kadasu thì ngày hôm qua hình như là cũng có test rồi. Đây anh em Sạn nè. Nó đạp một đạp sát thương cuối lượt rất là cắt nha. San. San nó gõ mấy cái phát này hơi đau nè, hơi đau. Nhưng mà cảm giác như là nó gõ ai thì gõ, nó gõ con Akanu anh em. Con Akanu này nó có đó, bên kia gãy hết rồi. Cảm giác như là nó gõ con Akanu anh em, thì con Akanu này nó sẽ có một cái búp khá là lợi hại. Đó là rồi xong, bên kia gãy hết rồi anh em. Ông nước muối, dạ gần đây vài tên thôi là đi. Đây anh em, nội tại con Akanu á thì nó sẽ có một cái nội tại này khá là lợi hại anh em. Con Sa nó gõ không xuyên được nha. Rồi, nó sẽ có một cái tên đó là, để mình coi coi. Khi mà đánh thường hoặc là nộ bản thân sẽ tăng xuyên thấu. À cái này không phải anh em nha, cái này này mới đúng nè. Giúp toàn đội tăng kháng thì cái này không nói rồi ha. Khi bản thân nhận sát thương chí tử là sẽ không bị hạ gục mà sẽ hồi lại 100% HP tối đa. Tối đa một lần là mỗi lượt anh em, tức là mỗi lượt đấu là khi mà nó bị dồn á là nó sẽ không bị hẹo anh em. Thì nếu mà chúng ta không có dồn đam nó được nhiều á, bản như là nó không ăn CC nhiều anh em, thì nó sẽ hầu như là bất tử luôn anh em. Chính con San nó cũng không có xuyên được bất tử của nó. Rất là lợi hại anh em ơi, ghê lắm. Đó, nên là bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái con tướng phụ trợ đi chung với lại cái con Akanu thôi. Phải như là chắc chắn là con Akanu này nó càng nhây thì Big Mom nó sẽ không được chọn làm mục tiêu càng nhiều. Big Mom nó cứ sẽ quẩy tiếp thôi. Ở bên kia mình thấy là ông Jin này ông build lại cái con Kaido Hybrid rồi kìa anh em. Gắt nhờ. Để coi thử coi coi là cái team mới của mình với lại cái team của ông Jin này thôi là ai bên nào mạnh hơn anh em nhé. Đúng rồi. Ồ, bên kia chơi hai con Hiyori luôn. Cũng gắt đó nhờ. Đó. Cái con tướng hàng đầu ở đây đâu rồi? Mình nói rồi anh em. Cái thằng Kaido ở cái thằng Akanu này á, nó có khả năng cấm bất tử ngầm nha. Trong khi đó bên kia tới tận hai con Hiyori. Đó, mà tại sao hai con Hiyori nó không hồi sinh được cái con ở giữa là con nào ta, con Bo? Tại sao không hồi sinh được con Bo? Là sao? Anh em thấy ảo chưa? Bởi vì mình nói ảo là ở đây nè anh em. Ảo đây là một cái thứ nhất, là nó có thể khi mà cái con Akanu này nó phản kích á thì nó sẽ có tỷ lệ cấm hồi sinh nữa anh em. Cấm hồi sinh luôn. Đó anh em thấy không? Trường hợp này bên kia có hai con Yuri mà con Bo nó lại bay màu, nó không được hồi sinh lên. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có một vài cái tỷ lệ mà cái con Karasu nó cấm hồi sinh team mình, mà khi mà dập con trúng con Akanu á thì nó không cấm hồi sinh được luôn anh em. Đó là cái ảo thứ hai. Đó là mình nói là ảo do cái đó đó anh em. Mới ghê chứ. Đó nè, anh em xem Akanu nó vả liên hồi luôn ha. Đó. Cứ tới tên của nó khi mà nó nhận xét tương chí tử nó không hẹo là nó sẽ tự động là bất tử tiếp một tên sau anh em nha. Kaido, ok. Đó, ui nó vả kìa. Chịu đâu nổi anh em. Này Sạn Hắc ẩn là đứng chơi thôi, Sạn Hắc ẩn trận này là đứng chơi thôi anh em ơi. Big Mom mình là chưa có được nhận gọi là gì ta, chưa có bị hẹo nè, chưa có bị dính sát thương luôn nè. Là cái con Akanu nó càng nhây, Big Mom nó sẽ càng là sống dai anh em. Akanu càng nhây nó sẽ càng sống dai. Để quất ông đào chua phát coi. Ông này ngày hôm qua mình bị khắc chế nè, nhưng mà
Nhưng mà hồi nãy là có một cái trận win anh em, ngày hôm nay BK thử một trận lại coi có win nổi không anh em nha. Team này anh em, team có Akanu này thì nó khắc chế bởi con Jinbe và con Bato anh em. Đây trận này thì có một lần hai có Jinbe với lại con Bato nè. Đó nên là chúng ta xem thử coi là có bị khắc chế hay không anh em nhé. Hồi nãy là BK là win đó anh em, có win đó, nhưng mà không biết là trận này như thế nào đây. Coi thử anh em nha. À da. Đúng rồi. Đây, San đây anh em ơi, San nó vả đau lắm. Đó, nhưng mà tới đây thì hết đau rồi. Đừng vả nữa là được. Đừng vả nữa là được. Con bo dễ hẹo anh em ha, con bo này khá là dễ hẹo. Ở bên kia không có chơi con bo nên là con Akanu mình nó quẩy nhiệt tình luôn anh em ơi. Rồi, sạn nó nổ ngay từ cái pha đầu thì trúng mỗi con Jin thôi. Bởi vì bên kia có Jin thì nó sẽ hút cái nổ đầu của con sạn anh em ha. Anh em để ý bên kia nó cũng sẽ có dính hắc hỏa nha. Sạn này thì mình lấy để mình gây thêm đam sát thương cuối lượt thôi anh em, để coi là có hiệu quả hay không thôi. Còn không thì mình sẽ đổi mấy con khác anh em. Có cả phản kích đồ đó, mình đang tính bỏ Usopp vô. Hồi nãy mình có chơi cặp trâu bò là con Kaido đi với lại cái con Kaido Hybrid đó anh em. Nhưng mà cảm giác như là con Kaido nó yếu anh em ơi. Nó không có chống chịu kinh như là... Đó bắt đầu nè anh em. Nè. Thằng San này anh em, thằng nó quạt không suy nhê luôn anh em. Đúng một nổ một là ngưng luôn anh em, ảo thế nhờ. Đó, dính sát thương của lượt kìa, đi hết một đứa rồi kìa anh em. Ảo chưa, trời ơi. Nè, bên kia đang ba đứa đúng không anh em, coi sát thương của lượt là đi nè. Đó, Karasu nó không cắm hồi sinh được ai. Giảm đam tối đa luôn kìa, rồi xong, ui. Bơ phẹt luôn nè anh em, đào chua này bên mỏng bơ phẹt luôn nè, vải lúa nhờ. Cái kinh chua anh em. Nó khác cái lại ngày hôm qua luôn á anh em. Thay vì chơi Sugar thì thôi chơi sạn hắc ẩn thử coi như thế nào. Ủa? À rồi, tưởng không bị ụp nón chứ cuối cùng cũng bị ụp. Không sao anh em ơi, không sao. Bên kia có Sugar nha. Bên kia con Bato nó búp cái bất tử khá là sớm. Nhưng mà không sao anh em hả? Aozikuzan. Bên mình sẽ có hai con ẩn thân đầu game, đó là con Hiyori và con sạn hắc ẩn anh em nha. Nên là hai đứa nó sẽ không có bị dính đam đâu. Ủa nhưng mà cái pha đó lại bị dính đam kìa, ảo thế. Thôi xong rồi, bị dập tơi tả rồi. Không biết trận này có bị khắc chế hay không đây anh em ơi. Yuri quạt một cái đẹp đẹp đi chị ơi. Team mình nó bị dính kỹ băng hà nhiều quá. Xóa kỹ băng hà. Ơi không xóa luôn, thôi xong rồi. Nhưng mà không sợ nha, Akanu mình dính kỹ băng hà nó vẫn sẽ có phản kích anh em nhé. Nó vẫn sẽ có phản kích. Đây, Karasu nổ đây, có cắm hồi sinh không? Cắm được đúng một con Hiyori anh em. Cắm được đúng một con bò. Rồi, quả này bên kia hơi mệt rồi đó anh em ơi. Dính quá trời sát thương của lượng của mình luôn. Con thằng sạn này anh em thì nó ẩn thân tới tên thứ 3. Thì nó tên thứ 4 thì nó sẽ hết ẩn thân ha. Nên là chúng ta tranh thủ sử dụng tiền chiêu của nó để mà gây được kéo được thêm mấy cái lượt hồi sinh của đối thủ nữa thì lại càng tốt. Ui da, đau. Bên kia có con Bato nên là kháng được rất là nhiều cái sát thương của team mình. Kể cả sát thương của con Akanu và cũng như là sát thương của lực của thằng sạn hắc ẩn đó nè. Nhưng mà không có say kháng được sát thương của con Big Mom nha. Big Mom này quẹt vẫn đau nha anh em, đó. Phát này lụm nè, Big Mom lụm nè. Đúng rồi, đó, ui, được chị ơi. Đúng rồi, trời ơi, chưa xinh lắm. AOE. Rồi, bây giờ nó hẹo luôn cũng được anh em. Bây giờ con thằng sạn mình nó hẹo luôn cũng được. Không sao. Bên mình đi một đứa mà bên kia chắc lạc lìa rồi. Bên kia bây giờ mất hết một vài vị trí hồi sinh rồi anh em. Rồi, à, vẫn còn hồi sinh. Bên kia bây giờ là mất đi là đi luôn thì phải đó, hết hồi sinh rồi. Đang hưởng cái khiên bất tử của con Hiyori thôi, của con Bo, thằng Bato thôi. À vẫn còn hồi sinh hả? Rồi hết rồi đó anh em. Bây giờ là đứa nào đi là đi luôn đó. Tuy mình tuy 5 đứa nhưng mà vẫn đầy cây HP nha. Bên kia trắng cây hết rồi. Đừng để cho con Bato nó nộ nữa mà. Bato bên kia đi rồi lấy ai nộ nữa anh em. Đúng rồi. Đà, Karasu quả này hơi đau nè. Nó nhả quả này hơi đau quá. The hell. Big Mom. Đúng rồi. 4 lượt hành động anh em. Tiễn kẻ địch đi hết. 1 nè, 2 nè. Ấy nhá. Con Hiyori nó còn nộ. Nó còn hồi sinh hả? 3 nè, 4 nè. Oh my god.
Trời ơi, xém win anh em ơi, trong gang tấc luôn á. Dâu chua anh em nha, rất là nhiều những cái team khó chịu luôn em. Nhưng mà ráng cố gắng win thử coi như thế nào nha. Anh em thấy căng kèo chưa anh em, trời ơi kinh khủng lắm nha. À, đối với lại những cái team như thế này chúng ta gắn con Sugar vô anh em để ụp nón, ụp trúng con Hyuri hay là con Bato bên kia là win anh em. Không có cần phải chơi cái con xạ ẩn ha. Để mình coi coi kèo này win luôn rồi nè, để coi coi win sao đây. Nhưng mà vẫn win được anh em, kèo này vẫn win được chứ không phải không nha. Nhưng mà nó hơi lâu thôi, chúng ta muốn nhanh thì chúng ta gắn thêm con Sugar vô để ụp nón hai con Hyuri với lại con Bato ở hàng sau là chúng ta sẽ win. Đó, thay vì anh em chơi nói chung là cái vị trí con Sugar á, anh em có thể đảo sang những cái con tướng khác, ví dụ như là sạn ẩn nè, Yusop nè. Đó, mình đang nói những cái con tướng mà nó cũ á, anh em, nhưng mà nó vẫn hiệu quả đó. Aozikuzan nè, rồi con cà rốt nữa anh em. Đó, tùy trận anh em nha, tùy trận mà chúng ta sẽ bỏ những cái con tướng. Ví dụ trận này anh em bỏ cà rốt thì cũng hợp, bởi vì bên kia không có con bo. À, thì anh em sẽ bỏ cà rốt vô thì nó sẽ là khiêu khích toàn team địch anh em. Team mình nó sẽ có cơ hội để mà nó dồn đam sớm kẻ địch anh em nha. Đó, khá là hợp lý luôn anh em. Anh em có thể bỏ Karasu vô vị trí đó cũng được anh em, tùy vào team của anh em thôi. Nhưng mà chúng ta chơi chết được cái đội hình đó anh em, đó là ba con tướng hàng đầu. Đó là con bo, Hyuri và con Zephyr. Anh em nào mà không có con bo thì anh em chơi giùm mình con Jinbe. Nhớ anh em nha, Jinbe mắt tóc nha. Rồi, có cái vị trí mà không thể nào cái cặp đôi bất di bất dịch nữa, đó là con Akanu và Big Mom. Big Mom thì anh em chơi công xuyên giùm mình, Akanu thì anh em chơi HP với lại xét thương kỹ năng đó. Rồi, còn cái vị trí còn lại anh em có thể chơi Sugar. Nếu mà Sugar của anh em lỏ quá thì anh em có thể thay San vô cũng được. Nói chung là bất kể con nào mà anh em thấy hiệu quả là anh em cứ bỏ vô thôi là hợp lý anh em ha. Trận này có vẻ như mình thua đúng không anh em, nhưng mà mình win đó. Tại sao thì chúng ta sẽ cùng xem trận đấu nha. Đó, team này khá là bá anh em nha. Mình va với lại rất là nhiều bạn rồi, kể cả những bạn top luôn anh em. Thì thấy team này khá là hiệu quả, tuy nó không có dẫn đến một cái chiến thắng nhanh nhẹn. Thì nhưng mà nó được cái là nó nhây anh em, nó sẽ khiến cho kẻ địch bị hao dần sức mạnh, hao dần những cái lượt hồi sinh. Đó, đặc biệt thì bảo kê Big Mom để Big Mom quẩy anh em. Đó, thêm quả sạn hắc ẩn này dồn thêm mấy quả sát thương cuối lượt nữa thì kẻ địch nó sẽ bị gọi là gì ta, tiêu hao sinh lực anh em, gọi là tiêu hao sinh lực ha, rất là khó chịu. Ây da, căng thế. Kèo này cứ nghĩ thua đúng không anh em, nhưng mà win đó. Gắn Sugar cũng được, kèo này gắn Sugar chứ cũng được. Trời ơi, ủa Akanu bay màu kìa. Chà, trận này Akanu bay màu là cái này là hơi hiếm nha. Nhưng mà Big Mom mình vẫn quẩy được anh em nhé. Big Mom nó làm cho ba nhát nè, đi nè. Ui, pha này Big Mom còn sống là win nè anh em. Đó, một vả nè, hai vả nè, một nộ nè, là bay màu là win anh em. Tính ra Big Mom cái quả đó mà nó bị dính cái quả sát thương của lượt mà nó không hẹo anh em nhờ. Hên, tính ra cái trận này hên anh em. Kinh chưa anh em. Rồi, ok, test tiếp anh em nha. Top ông cá voi xanh đi nè, chơi sạn ẩn luôn nè, sạn ẩn luôn đi. Mình đang tính chơi con Yusop anh em, chưa có test Yusop nữa, bởi vì con Yusop kết hợp với lại cái phản kích của con Akanu á, mình thấy nó cũng ngon, cũng hợp lý. Nhưng mà nếu mà team địch là có con Bato thì khó chơi lắm anh em ơi, team địch có Bato khó chơi lắm. Còn đang tính gắn thêm con Budin vô nữa kìa anh em. Đang tính gắn con Budin nhưng mà còn sợ con Budin nó bóp Big Mom, bởi vì Budin nó có cái khả năng gọi là lan sát thương anh em. Nó giảm, nói chung là nó sẽ giảm sát thương đấy, nhưng mà nó sẽ bị lan ra anh em. Thì sợ quá nên là không có dám chơi. Ông này khó chịu nha anh em, ông cá này cũng khó chịu lắm đó. Đó, thấy chưa, quả kìa, San bên kia là quả giật luôn đó. Nhưng mà con San này nó không có dồn đam hẹo được con Akanu nha. Đó anh em thấy là để ý không, ai hẹo thì hẹo, San này nó không quả được con Akanu. Bởi vì Akanu cái bức tử của nó sẽ là cái cơ chế khác, chứ không phải là nó là bức tử thông thường anh em. Bức tử của nó giống y chang như là con Budin vậy đó. Nó hao hao giống vậy anh em nha. Rớt xuống cái ngưỡng máu hẹo á thì nó sẽ không hẹo anh em. Chà, trận này hơi khó chịu nè anh em ơi. Trận này hơi khó chịu nè. Trận này nếu mà gắn cái con
con Sugar vô thì cũng bị con CB bên kia hút cái nón rồi nè, nên là cũng không có hiệu quả cho lắm. Nhưng mà con Akano mình vẫn còn sống nhăn răng nha. Đúng rồi, trời ơi, vẫn phản kích rất là tốt anh em nha. Đó, Bitmon nó quạt tay thôi cũng đau nữa anh em. Rồi, dồn đam, cho con Hiyori đi luôn anh em, hai con này thôi là đủ chơi rồi. San cho dù nó dồn 1000 lần cũng vậy thôi, Akano mình nó vẫn sẽ bất tử thôi anh em. Đó, kháng cái sát thương của con San cũng như là dồn đam của team địch anh em nha. Và nó sẽ bảo kê con Bitmon này quẩy thôi. Nhưng mà trận này thì chắc tỷ lệ thua khá là cao anh em. Bởi vì team mình còn 2, team bên kia còn tới 6 lần mà vẫn còn rất là nhiều những cái đợt hồi sinh. Đó, thấy chưa? Rồi, San dồn đam tiếp, Akano vẫn sẽ không hẹo. Đó, trời ơi, có lý do tại sao Akano bây giờ nó đã bá như vậy đó anh em. Cái kèo này hình như là chỉ có MH. Con MH nó mới gọi là shut down được con Akano thôi, xong rồi. Akano bị dồn đam phát đó đi rồi. Rồi, ôi anh em thấy chưa? Con San đâu làm được gì Akano đâu anh em. Trận này thằng Sạn ẩn hơi lỏ nè. Đó thì chúng ta có thể thay thế cái vị trí thằng Sạn bằng cái con khác để nó hiệu quả hơn. Để mình thử con Bato thử sao anh em nha, thử Bato coi. Nhưng mà trận này Bato thì mình thấy cũng không lợp, bởi vì con xa thằng sàn ở bên kia đó thì nó cũng sẽ có khả năng gọi là xuyên được cái bức tử của con Bato. Với lại bên kia có thêm con Sugar nữa anh em, bên kia có cả Sugar nữa. Xui là bị ụp nón một cái thôi là không có búp được ha, chưa kể nó bị trừ nộ nữa kìa. Trời ơi trời, không phải bị trừ nộ mà bị gia tăng nộ để mà nộ anh em, nó sẽ khiến con Bato của mình nó không có nộ được kìa. Ây da, bay màu hết một đứa rồi. Tính là đam này nó bị giảm đi nhiều quá ta, mít quá trời luôn kìa. Bỏ ba tô vô là hát liền em, nó có búp mít mà. Ủa lên. Bỏ ba tô vô là team mình nó né ảo lắm anh em, búp né ghê lắm. Thôi xong rồi. Con Hiyori đừng có đi nha, quạt một cái đẹp đẹp đi. Đúng rồi, có bất hoại rồi anh em ơi, khỏe rồi. Nhưng mà mấy con nào bị câm lặng là không có được búp bất hoại đâu nha. Bởi vì bên kia có cái gọi là gì ta, cái câm lặng của con Jin B đó anh em, khó chịu lắm. Mình đang suy nghĩ cái vụ con Lucy để vô vị trí của con Bato nè anh em. Bởi vì con Lucy dù sao thì nó cũng là một cái con tướng là mới đó, nhưng mà cái khả năng dùng đam của em nó nói chung là cũng Okila anh em. Nó có thể xếp đao được mấy cái vị trí là công của team địch đó. Đó, gây câm lặng rồi các thứ luôn anh em. Cũng sẽ xuyên được bức tử đồ, cũng ngon lắm á. Nhưng mà con Lucy này thì nói chung là phải lên E5 rồi có Gơ Ma thì may ra chúng ta mới là test được kỹ sức mạnh của em nó. Không phải muốn chơi là chơi đâu anh em. Lucy nói chung là để mình nghiên cứu đã anh em. Vì cái vị trí đó con cho con Lucy cũng hợp để tí bỏ vô thử coi như thế nào hả. Biết đâu bất ngờ đúng không? Anh em chê thì chê chứ mình thấy nó vẫn còn ok mà anh em, đúng không nhờ? Rồi, team mình đi hết hai đứa ha. Không biết win nổi không đây. Nhưng mà còn Zephy là cũng yên tâm rồi. Còn Zephy, còn Hiyori cũng yên tâm rồi. Để Bitmom nó tiêu hao sinh lực địch thôi là ok anh em. Rồi vả đi, rồi gãy hết hai đứa hàng trên. Sạn thì nó không có vả. Ui, ủa. Rồi gãy luôn con Akano rồi là sao vậy? Mạnh quá. Hồi sinh lại được không? Hồi sinh lại được không ta? Ồ không hồi sinh luôn em ơi. Vậy là cái vị trí con Bato đó phế rồi. Để mình build con Lucy lại thử coi sao nè. Dù sao Lucy này nó cũng là một con tướng mới mà. Ủa nó đâu rồi ta? Đây. E2 anh em. E2 Lucy này thì anh em đi cho nó đường HP, chí mạng được cái thứ anh em. Nói chung là cũng ok. Anh em đợi tí nha để mình build em nó lại coi. Đây thử test con Lucy vô thử như thế nào anh em nha. Dù sao thì nó cũng là con tướng mới mà anh em. Đó, và cũng như là cái khả năng phản công nó có phản kích nữa anh em. Lucy cũng sẽ có phản kích nữa, nên là nhiều khi là chúng ta cũng sẽ có thêm một cái cặp đôi hoàn hảo là Akano với lại con Lucy đấy. Đó, nên là để coi như thế nào nha. Đi với team này mình thấy con Lucy là hợp nhất luôn á anh em. Con Sugar sau đó sẽ đến con Lucy anh em, cũng hay. Để mình coi như thế nào đó anh em nha. BK với ông cá đi, để từ từ đi. Để coi Lucy sao đã. Đừng có hẹo pha này là được nha.
Trời ơi, hẹo thiệt luôn. Oh my god, chán Lucy này quá vậy. Đang tính chơi lại bé Lucy mà bé Lucy ăn một quả nộ của Karasu đi bụi mất tiêu rồi. Trời ơi, chán con bé Lucy này ghê á. Chán con Lucy này quá anh em ơi. Trong khi đó ai cũng còn sống hết, có mình nó đi à. Chứng tỏ là cái sức chống chịu của nó khá là yếu anh em ha. Kèo này thì anh em muốn team mình mạnh hơn á, và cũng như là bảo kê tốt, anh em có thể gắn Jinbe vô thêm, gắn Bato vô, các thứ. Trời ơi, đi nhiều vậy. Ê, trận này hơi bị gãy anh em nha, trận này hơi gãy rồi. Nhưng mà cũng có khả năng win thôi, bởi vì mình còn con Akanu mà. Kỹ băng hà. Trời ơi, hình quá Big Mom còn ẩn thân anh em ơi. Akanu khi tuy dính kỹ băng hà nhưng mà nó vẫn vả được nha. Nó vẫn vả liên hồi được anh em, nó không có bị xích đau. Đi ai nữa không? Không đi ai hết. Khi vô đi mình vẫn còn mạng. Ây da, ây da, rồi Hiyori chính thức đi bụi đó anh em. Còn mỗi mình Akanu thôi. Ghê quá, ghê quá. Không sao, Akanu nó lại hồi HP lên nữa rồi. Quái vật chứ, đó, phản kích lại kìa. Đó, vì BK chập hồi nữa còn có lại còn có hai đứa. Rồi, thế lượt Bitmon quẩy 4 lượt anh em nha. 1 nè, 2 nè, đó, 3 nè, 1 nộ nữa là 4 nè. Còn một nộ anh em, còn một nộ là đi ba đứa này luôn á. Nhiều khi đi ba đứa luôn á. Ai da, đi một đứa vậy. Không sao. Ủa, phản kích cơ. Đó, thấy cặp đôi quái vật chưa anh em? Thấy cặp đôi quái vật chưa? Nên là bây giờ chúng ta mít tướng lại thôi. Chán ghê ta. Ông cái con Lucy này trận này hơi lỏ nha. Nó bị con Karasu nhả một cái là gãy luôn anh em nhờ, khó hiểu. Để coi trận khác coi. Bên kia thì có con Kaido. Anh này trận này trận bế cáp lại bạn Jin anh em ha. Jin. Trận này thì BK với bạn Jin thì để con Lucy của mình nó được quẩy anh em. Hai báo rồi, bốn báo là sẽ được một nộ. Team Châu, team Nhay thì sẽ có team Nhay, team Châu tiếp chiêu thôi. Ui. Ồ, may quá còn hồi sinh. Quỷ Kaido cái pha hồi nãy nó hơi ảo anh em nhờ. Đó thì bạn Jin này bạn cũng có cái cơ chế bảo kê của Big Mom nè anh em, nhưng mà cảm giác như là bảo kê không có hiệu quả. Bảo kê là phải dùng con Akanu mình thấy nó hiệu quả hơn là cái con Kaido này. Cơ chế bảo kê nó cũng giống nhau nhưng mà nó không do nó không giống tướng nha. Quả này con Lucy này nó gõ chán thế nhờ. Chà, quá trời chí mạng luôn nè. Akanu mình thấy nó gây sát thương nhiều hơn Lucy thì nó gây sát thương yếu quá. Đây, auto vả con Kaido à anh em ơi, auto nó vả Kaido thôi. Bởi vì Kaido đang là công cao nhất. Ôi, Big Mom kìa anh em, đúng rồi. Ôi, vả phát nào là đi phát đó nha. Vả đứa nào là đứa đó đi. Bốn con hồi sinh. Bên kia hồi sinh nhiều quá, hai Hiyori lận mà anh em. Hồi sinh liên hồi. Nhưng mà đâu sợ đâu anh em, team mình nó nhây lắm. Team bên kia nhây, team mình nhây hơn. Lucy làm mấy quả đẹp đẹp coi anh ơi. Rồi rồi rồi, bay con Kaido rồi. Còn mỗi hai con Hiyori, trời bị dính quả phản đam anh em, trời ơi xui thế nhờ. Rồi quả này để con Lucy nó thể hiện anh em, có xuyên nè, có tỷ lệ xuyên nè. Một đứa nè, hai. Hiyori bên kia đang có bất tử nha. Rồi quả này Big Mom lụm luôn rồi. Cũng được anh em ha, mình thấy Lucy cũng hợp lý, cũng khá là ok đó chứ. Cái vụ này thì để mình mid lại sau anh em nha. Nói chung là cũng ok la à. Thì anh em có thể áp dụng cái vụ này, áp dụng cái cặp đôi quái vật này thử coi như thế nào ha. Rồi các anh em ơi, đó là video ngày hôm nay. Thấy hay thì hãy cho một like dõi kênh em nha. Cảm ơn nhiều nha, ngày mai có biết mới mình sẽ review cho anh em xem.